Chào các bạn tin nhanh 24/7. Một xã có 5 cấp ủy sử dụng bằng giả. Đây là lãnh đạo thứ 5 trong xã Tân Phú bị kỷ luật do sử dụng văn bằng bất hợp pháp để thăng quan tiến chức. Những cán bộ xã Tân Phú bị kỷ luật đều sử dụng bằng cấp mua từ một người lái tôm, được bị đánh giá là hành vi gian lận làm giả mua bán văn bằng chứng chỉ và giấy tờ của các cơ quan nhà nước. Trước đó, vào cuối tháng 9 năm 2025, 4 cán bộ trúng cử vào đảng ủy xã Tân Phú nhưng bị phát hiện sử dụng bằng giả. Đó là ông Đinh Văn Thi trúng cử vào phó bí thư đảng ủy, dự định phân công làm phó bí thư đảng ủy. Ông Phạm Văn Triều trúng cử vào phó bí thư, dự định làm chủ tịch ủy ban nhân dân xã. Ông Lữ Văn Dũng, cán bộ lao động, thương binh xã hội, và Nguyễn Văn Kỷ, phó ban tuyên giáo xã Tân Phú. Những cán bộ này học tại trung tâm giáo dục thường xuyên Thới Bình nhưng đều không thi đậu nên dùng tiền nhờ các người khác giúp đỡ. Tuy nhiên, những cán bộ này không biết mình đã sử dụng văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hệ bổ túc của Sở Giáo dục Đào tạo Cà Mau là bằng giả. Việc 5 cán bộ chủ chốt ở xã Tân Phú sử dụng bằng cấp giả bị kỷ luật nghiêm sau đại hội đảng bộ xã Tân Phú bằng hình thức không chuẩn y các chức vụ trong đảng của chính quyền. Việc kiểm tra, đối chiếu và xử lý cán bộ sử dụng bằng cấp giả mỗi nơi mỗi khác, riêng tại Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có 4 cán bộ đương nhiệm chánh văn phòng, trưởng ban Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau từng bị phát hiện sử dụng bằng cấp trung học phổ thông giả tại các đơn vị họ công tác, vẫn được điều động về giữ chức vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Cà Mau. Cảm ơn quý vị đã theo dõi clip này. Hẹn gặp lại quý vị ở clip tiếp. Nhớ like, share.